Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đau Mắt Của Chế Hermes. Ở bài ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một cái mẫu túi rất là xinh xắn như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người về kích thước của mẫu túi này. Mẫu túi này nó sẽ có chiều ngang túi là 28cm, chiều cao của túi tính từ mép của phần đáy túi lên tới miệng túi là 25cm. Ở phần đáy túi nó sẽ có kích thước của phần đáy túi là 7 x 25cm. Nếu như các bạn tính luôn cả phần quai túi phía trên này thì mẫu túi này nó sẽ có kích thước chiều cao túi là 50cm nha mọi người. Ở phần miệng túi thì mình sẽ có trang trí thêm một cái bông hoa mặt cười rất là xinh xắn như thế này để tạo điểm nhấn cho phần cho cái mẫu túi này thêm dễ thương hơn. Nếu như bạn nào muốn móc cái mẫu bông hoa mặt cười này á thì các bạn có thể xem dưới phần mô tả video, mình sẽ có đính kèm link hướng dẫn móc bông hoa mặt cười này dưới phần mô tả nha. Mình hy vọng là sau cái bài hướng dẫn này của mình á thì các bạn sẽ móc được một cái mẫu túi rất là xinh xắn để đi chơi, đi shopping, đi học cũng như là để làm quà tặng nha. Nếu như các bạn yêu thích bài hướng dẫn này của mình á thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh để mình có động lực quay tiếp những cái bài hướng dẫn rất là xinh xắn như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau móc cái mẫu túi này, và để móc cái mẫu túi này các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Để móc cái mẫu túi này thì mình sẽ sử dụng sợi Slimline cotton. Sợi này có kích thước là 2.0mm. Một cuộn sợi như vậy nó sẽ nặng 150g, dài 160m. Màu sắc mình sử dụng ở đây là màu số 03 nha mọi người. Và mình sẽ có một số chia sẻ cho mọi người. Khi mọi người mua một cuộn Slimline cotton về thì ở phía ngoài nó sẽ có một cái bao bóng như thế này. Thì các bạn nếu mà móc túi thì các bạn không cần phải rút và cắt cái bao bóng phía bên ngoài, mà các bạn chỉ cần tìm một cái đầu mà có một cái cọng len dư ra như thế này. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy có một cái đầu có một cái cọng len dư ra, và các bạn chỉ cần cắt cái bao bóng ngay cái chỗ một cái vòng ngay chỗ cái cọng len đó, sau đó thì các bạn sẽ rút cái cọng len ra thì chúng ta cứ để như vậy và móc bình thường nha. Đừng có cắt bỏ cái bao bóng này. Khi mà các bạn cắt bỏ bao bóng này á thì cuộn len nó sẽ bị rối và nó sẽ dài ra dần dần trong quá trình mà các bạn móc, thì chúng ta sẽ rất khó lấy sợi nha. Mọi người lưu ý giùm mình nha. Thì với cuộn sợi như vậy thì mình sẽ sử dụng kim móc 3.0mm. Các bạn cũng có thể là sử dụng kim móc 2.5 cũng được nha. Nếu như bạn nào móc chặt tay á thì dùng kim 3.0, bạn nào móc mà lơi tay á thì dùng kim 2.5. Hai kim móc này đều móc được nha. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng nhau móc cái mẫu túi này. Và để móc cái mẫu túi này thì mình sẽ móc phần đáy túi trước. Và đáy túi mình sẽ khởi tạo dây bính đầu tiên gồm có là 10 mũi bính nha. Đầu tiên thì mình sẽ móc một cái mũi đầu tiên cho dây bính này. Sau đó thì mình sẽ lên dây bính gồm có 10 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì sau khi mình lên được 10 mũi bính rồi thì mình sẽ tiếp tục lên mũi bính thứ 11. Và ở đây mình sẽ đâm kim vào cái sợi len phía sau của mũi bính thứ 10. Thì đây là cái mũi bính thứ 10 nè. Các bạn sẽ quay ngược phía đằng sau của mũi bính này. Thì đằng sau nó sẽ có một cái cọng len phía đằng sau của mũi bính ở đây. Mình sẽ đâm kim vào cái cọng len đằng sau của mũi bính thứ 10 và móc vào đây một mũi đơn. Tiếp theo mình cũng sẽ đâm kim vào cái cọng len đằng sau của mũi bính tiếp theo và móc một mũi đơn vào mũi bính này. Và ở đây những cái mũi bính còn lại mình cũng sẽ móc tương tự ha. Mỗi cái mũi bính là một mũi đơn. Và cứ như vậy móc cho tới hết cái dãy bính này. Sau khi mình móc tới cuối dãy bính rồi thì mình sẽ có dòng móc đầu tiên với 10 mũi đơn như thế này. Tiếp theo mình sẽ lên dòng móc thứ 2. Thì em móc dòng móc số 2, các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại. Ở đây các bạn sẽ liên cho mình một mũi bính. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên và móc vào đây cho mình một mũi đơn. Thì mình đã có một mũi đơn đầu tiên của dòng móc số 2. Tiếp theo mình sẽ đâm kim vào từng chân móc và móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Thì ở dòng móc số 2 này nó sẽ có tổng số chân móc bằng số chân móc so với dòng móc đầu tiên nha, là 10 chân móc tất cả nha. Sau khi mình móc xong dòng móc số 2 thì mình đã có được một cái mảnh móc như thế này.
Tiếp theo mình sẽ quay ngược lại móc tiếp dòng móc số 3. Thì dòng móc số 3 mình sẽ móc hoàn toàn giống như dòng móc số 2. Thì mình sẽ lên một mũi bính, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi đơn vào chân móc này. Tiếp tục đâm kim vào chân móc tiếp theo, móc một mũi đơn. Và cứ lần lượt như vậy, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết dòng móc số 3 ở đây. Sau khi mà các bạn móc xong dòng móc số 3 thì dòng móc thứ tư trở đi cho tới dòng móc số 41 các bạn sẽ móc hoàn toàn giống như dòng móc số 2, số 3 mình đã hướng dẫn cho mọi người trước đó. Và khi các bạn móc xong dòng móc số 41 thì sẽ có được một đáy túi như thế này. Và phần đáy túi này nó sẽ có kích thước như sau. Ở đây chiều ngang túi nó sẽ được 24cm và chiều rộng của phần hông túi nó sẽ được 6cm nha mọi người. Vậy là mình đã có được một cái đáy túi 6 nhân cho 24cm. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục viền thêm một cái viền mũi đơn phía bên ngoài của phần đáy túi để lên phần thân trên của túi nha. Thì khi mình móc xong dòng móc số 41 thì mình đang có một cái mũi đơn cuối cùng ở chân móc này như thế này. Tiếp theo mình sẽ viền mũi đơn, một cái vòng mũi đơn phía bên ngoài. Và để viền vòng mũi đơn này thì các bạn sẽ quay ngược dòng móc lại, các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính ha. Ở đây các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên ở đây và móc vào đây cho mình là 3 mũi đơn trong một chân móc này. Thì khi mà các bạn móc 3 mũi đơn như vậy, cái mũi đơn đầu tiên các bạn sẽ dùng kim đánh dấu và ghim cái mũi đơn đầu tiên lại cho mình nha. Sau đó thì ở chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn. Tiếp tục lần lượt móc từng chân móc là một mũi đơn cho tới chân móc cuối cùng của cái hàng móc này. Thì đây là chân móc cuối cùng của hàng móc nè. Chân móc đầu tiên nè. Chân móc cuối cùng là chân móc số 10 á mọi người. Đây là chân móc cuối cùng nha. Thì ở chân móc cuối cùng ở đây á, mình sẽ móc vào chân móc này là 3 mũi đơn chung một chân móc. Thì nó sẽ đối xứng so với chân móc đầu tiên. Tại vì chân móc đầu tiên này mình đã có móc vào đây 3 mũi đơn rồi. Thì chân móc cuối cùng mình cũng sẽ móc vào đây 3 mũi đơn nha. Sau khi mình móc được 3 mũi đơn vào trong móc này thì mình sẽ quay ngang phần đáy túi và bắt đầu mình sẽ viền ở chiều ngang của đáy túi nè. Thì ở đây các bạn sẽ quan sát và thấy đây là hàng mũi đơn số 41, đây là hàng mũi đơn số 40. Thì giữa hai hàng mũi đơn như vậy nó sẽ có một cái điểm giao ở giữa. Thì các bạn có thể là nhìn kỹ và giống từ cái vị trí điểm giao của hai hàng mũi đơn này, sẽ có một cái chân móc ở giữa như thế này. Thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đó và móc cho mình một mũi đơn vào chân móc đó. Tiếp theo, ở giữa hai dòng mũi đơn tiếp theo thì các bạn chỉ để ý cho mình cái vị trí giao ở giữa của hai dòng mũi đơn thôi nha. Thì đây là dòng số 40 này và đây là dòng số 39 này. Thì ở giữa của hai dòng này nó sẽ giao nhau tại một điểm. Thì các bạn sẽ đâm kim vào giữa điểm này và móc vào đây một mũi đơn. Đó, vậy là mình đã viền được hai mũi đơn rồi đó. Tiếp theo thì các bạn vẫn sẽ đâm kim vào giữa hai cái dòng mũi đơn của phần đáy túi và viền cho mình hết tới cái dòng phía trên này nè. Tính là cái dòng đầu tiên của phần đáy túi á. Thì khi mà các bạn viền tới cái góc này nè thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Khi mình lần lượt viền mũi đơn cho tới góc này thì góc này mình sẽ gọi nó là góc số 3 của đáy túi. Ở đây là góc số 1 mình có đánh dấu ha. Đây góc số 2. Thì đây là góc số 3. Mình đã viền tới dòng mũi đơn ở đây. Và đây mình đã móc được một cái mũi đơn vào vị trí này. Thì mình đã tới góc số 3 của đáy túi. Ở đây thì các bạn sẽ có 10 chân móc, cũng chính là 10 mũi bính đầu tiên mình khởi tạo ở dòng móc đầu tiên nè. Thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên ở đây nè và móc vào đây 3 mũi đơn. 1 2
3. Vậy là mình đã xong góc thứ 3 của đáy túi nè. Tiếp theo thì mình sẽ móc chân móc tiếp theo. Một mũi đơn. Chân móc tiếp theo một mũi đơn. Đó, cứ móc như vậy, mỗi chân móc là một mũi đơn cho tới cái chân móc tiếp theo, tức là chân móc đầu tiên của dòng móc số 1 đáy túi nè. Thì từ chân móc, từ cái góc này mình không tính ha, mình sẽ đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì mình sẽ móc liên tiếp 8 đơn, 8 mũi đơn vào 8 chân móc thì nó sẽ tới cái góc chân móc đầu tiên, cũng là cái góc thứ 4 của đáy túi nha. Đây mình đã móc được 1, 2, 3 mũi đơn rồi nè. Mũi đơn thứ 4, mũi đơn thứ 5, mũi đơn thứ 6, mũi đơn thứ 7 và mũi đơn thứ 8. Thì khi mình móc xong mũi đơn thứ 8 thì mình đã tới góc thứ 4 của đáy túi. Thì ở cái chân móc này mình sẽ móc vào đây 3 mũi đơn. 1 2 3. Và khi mình móc được 3 mũi đơn rồi thì mình sẽ quay ngang phần cái đáy túi lại và móc những cái mũi đơn ở cạnh còn lại của đáy túi. Thì mình đã viền được một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, thì còn một cạnh cuối cùng là cạnh thứ tư ha. Thì cạnh thứ tư này nó sẽ có cách viền giống như cái cạnh số 2 ha. Đây là cạnh số 1, đây là cạnh số 2. Bên này đối xứng nhau thì cách viền nó sẽ hoàn toàn giống nhau. Mình sẽ đâm kim vào cái vị trí khoảng cách giao ở giữa hai dòng đơn của phần đáy túi để viền mũi đơn vào cái vị trí đó ha. Thì ở cái góc số 4 này của đáy túi nè, khi chúng ta móc tới đây thì chúng ta sẽ gặp lại cái cọng len mà chúng ta khởi tạo đầu tiên dễ bính á. Thì các bạn sẽ kẹp theo cọng len này để giấu cọng len này đi luôn nha. Ở đây sau khi mình lần lượt viền mũi đơn cho đến khi mình gặp lại cái chân móc đầu tiên, cũng chính là chân móc mũi đơn mà mình đánh dấu ở đây, thì bây giờ mình sẽ tháo kim đánh dấu ra và mình sẽ móc một mũi trượt vào vị trí mình vừa tháo kim đánh dấu để kết thúc vòng móc cuối cùng của phần đáy túi. Thì khi kết thúc vòng móc cuối cùng của phần đáy túi ở đây thì tổng số mũi đơn mà các bạn viền trên cái vòng móc cuối cùng này là 108 mũi đơn. Mọi người nhớ check lại cho mình xem số mũi đơn có đủ hay không nha mọi người. Tại vì số mũi đơn khi chúng ta lên phần thân trên của túi phải là một số chẵn nha. Thì khi mình móc xong rồi thì mình bây giờ mình sẽ tiến hành lên phần thân trên của túi. Thì để lên phần thân trên của túi, đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình là 4 mũi bính. 1 2 3 và mũi bính thứ tư. Thì trong 4 mũi bính này mình sẽ quy ước 3 mũi bính đầu tiên chính là mũi kép đơn đầu tiên. Mũi bính thứ tư chính là mũi cách giữa mũi kép đơn đầu tiên và mũi kép đơn thứ hai. Ở đây các bạn có thể dùng kim để đánh dấu mũi bính thứ ba lại nha. Thì cái mũi bính này chính là mũi bính để chúng ta kết thúc dòng móc số 1 của phần thân trên của túi nha. Thì mình sẽ bắt đầu gọi đây là dòng móc số 1 và bắt đầu tính lên phần thân trên của túi nha. Thì khi mình móc lên 4 cái mũi bính rồi, ở đây thì mình sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, cũng chính là chân móc mà mình vừa lên dãy bính. Bỏ qua chân móc số 2, mình sẽ đâm kim vào chân móc số 3 và móc vào chân móc này một mũi kép đơn. Tiếp theo mình sẽ lên tiếp một mũi bính. Ở đây mình sẽ bỏ qua chân móc tiếp theo, đâm kim vào chân móc kế tiếp và móc một mũi kép đơn. Thì mình được một cái ô móc đầu tiên như thế này nè, một cái ô móc số 2 này. Tiếp theo mình sẽ móc lần lượt từng cái ô móc như vậy cho đến khi mình gặp lại cái mũi kép đơn đầu tiên, cũng chính là cái dãy bính mà mình đánh dấu ở đây. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn tiếp cho mọi người nha. Sau khi mình móc tới mũi kép đơn cuối cùng của vòng móc số 1 thì các bạn có thể quan sát thấy là mình chỉ còn một chân móc nữa là mình đã tới được cái vị trí mũi kép đầu tiên mà mình đánh dấu ha. Thì ở đây các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính, các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra và các bạn sẽ đâm kim vào vị trí các bạn vừa tháo kim đánh dấu và trượt cho mình một mũi trượt vào cái chân móc này. Vậy là mình đã xong dòng móc đầu tiên của phần thân trên của túi.
thì các bạn có thể thấy là cái dòng móc đầu tiên này nó sẽ vuông góc với phần đáy túi mà chúng ta đã móc trước đó nha. Tiếp theo thì mình sẽ móc tiếp dòng móc số 2. Để móc dòng móc số 2 thì các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính, đâm kim vào chân móc đầu tiên ở đây và móc vào đây cho mình một mũi đơn. Mình sẽ dùng ghim để đánh dấu mũi đơn đầu tiên này lại. Tiếp theo các bạn sẽ đâm kim vào mũi bính ở giữa của cái ô móc đầu tiên ha. Đâm kim vào cái mũi bính này và móc vào đây cho mình là một mũi đơn. Tiếp theo đâm kim vào chân móc tiếp theo thì cái chân móc tiếp theo nó sẽ là đầu của cái mũi kép đơn ở đây nè. Mình sẽ đâm kim vào chân móc này, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào mũi bính, móc một mũi đơn. Tiếp theo đâm kim vào đầu mũi kép, móc một mũi đơn. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại thao tác này và đi viền mũi đơn hết cho mình ở dòng móc số 2 của phần thân trên của túi nha. Ở cuối dòng móc số 2, sau khi mà các bạn gặp lại được cái ghim đánh dấu đầu tiên của dòng móc này thì các bạn sẽ tháo ghim đánh dấu ra và các bạn sẽ đâm kim vào vị trí các bạn vừa tháo kim đánh dấu và trượt cho mình một mũi trượt vào cái chân móc này nha. Vậy là mình đã kết thúc xong dòng móc số 2 của phần thân trên của túi. Tiếp theo mình sẽ móc dòng móc số 3. Thì để móc dòng móc số 3, đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Mình sẽ dùng ghim để đánh dấu mũi bính thứ 3 lại nha. Sau đó thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào cái ô móc ở đây. Thì đây là vị trí mà mình lên 3 mũi bính này, các bạn có thể thấy là cái vị trí 3 mũi bính này nó sẽ thẳng hàng với 3 cái mũi bính mà mình lên ở dòng móc số 1. Thì đây là ô móc đầu tiên của dòng móc số 1 và bên tay phải của mình chính là ô móc cuối cùng. Ở đây thì các bạn sẽ móc cho mình vào một cái mũi kép vào cái ô móc cuối cùng. Các bạn sẽ bỏ qua cái dòng mũi đơn mà các bạn vừa móc ở dòng móc số 2. Các bạn sẽ đâm xuống cái ô móc cuối cùng của dòng móc số 1. Các bạn sẽ lấy len kéo qua cái ô móc này. Sau đó móc cho mình một mũi kép đơn vào ô móc này. Tức là mình sẽ móc lùi cái mũi kép này, mình sẽ móc mũi kép kéo cao một xíu và móc cái chân móc vào cái ô móc cuối cùng của dòng móc số 1 ha. Ở chân móc tiếp theo các bạn sẽ đâm kim vào cái ô móc tiếp theo. Thì các bạn sẽ đâm kim vào ô móc số 2 của dòng móc số 1. Thì đây là ô móc đầu tiên này, các bạn sẽ bỏ qua ô móc này, đâm kim vào ô móc này nè. Đây, ô móc này nha. Mình sẽ đâm kim vào ô móc số 2 của vòng móc số 1 và móc một mũi kép đơn vào ô móc này. Sau đó thì mình sẽ móc một mũi kép đơn vào cái ô móc số 1 của dòng móc số 1. Thì đây dòng móc số 1 này, đây là ô móc số 1, mình sẽ đâm kim vào đây, móc một mũi kép đơn. Thì các bạn lưu ý khi các bạn kéo len qua, kéo sợi qua cái ô móc này thì các bạn sẽ kéo cái sợi cho nó cao lên một xíu, ăn gian sợi cao lên một xíu ha. Sau đó thì các bạn móc một mũi kép như bình thường thì mình sẽ có là hai mũi kép nó sẽ chéo nhau qua một cái chân móc như thế này nha. Đây, nó sẽ chéo nhau là đi chéo như thế này ha. Tiếp theo, ở chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình như sau. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái ô móc tiếp theo ở đây này. Ở đây là cái ô móc số 2 của dòng móc số 1. Đây là ô móc số 3 của dòng móc số 1. Thì các bạn sẽ đâm kim vào ô móc số 3 của dòng móc số 1, móc một cái mũi kép đơn vào ô móc này. Sau đó thì các bạn sẽ quay lại đâm kim vào ô móc số 2 trước đó và móc một mũi kép đơn vào ô móc này. Vậy là mình đã có hai mũi kép đơn đang chéo nhau như thế này. Tiếp tục mình sẽ thực hiện thao tác này ở những ô móc tiếp theo ha. Mình sẽ hướng dẫn lại kỹ cho một người thêm một lần nữa. Đầu tiên thì mình sẽ đâm kim vào cái ô móc tiếp theo. Ở đây là ô móc thứ tư của dòng móc số 1. Mình sẽ đâm kim vào ô móc này, móc một mũi kép đơn. Sau đó thì mình sẽ quay ngược lại, đâm kim vào ô móc số 3 và móc một mũi kép đơn vào đây. Vậy là mình đã có được một cái họa tiết hai mũi kép đơn đang chéo tiếp theo. Thì ở đây các bạn sẽ lần lượt thực hiện cái thao tác này cho đến khi các bạn đi tới cái ô vuông cuối cùng và đi tới được cái cụm họa tiết hai mũi kép đang chéo cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người nha. Ở dòng móc số 3 thì sau khi mình móc tới cụm họa tiết hai mũi kép đang chéo cuối cùng này thì mình đã gặp lại ghim đánh dấu trên dòng móc số 3. Mình sẽ tháo ghim đánh dấu này ra.
Và ở đây mình sẽ trượt một mũi trượt vào vị trí mình vừa tháo kim đánh dấu, cũng chính là mũi bính thứ ba của dãy ba mũi bính đầu tiên trên dòng móc này, để trượt một mũi trượt ha. Và sau khi mình trượt mũi trượt này thì mình đã kết thúc dòng móc số 3. Tiếp theo mình sẽ lên dòng móc số 4. Thì để móc dòng móc số 4 đầu tiên, các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính, đâm kim vào chân móc đầu tiên ở đây và móc vào chân móc này cho mình một mũi đơn. Mình sẽ dùng kim để đánh dấu mũi đơn đầu tiên của dòng móc này lại ha. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chân móc số 2, móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân móc số 3, móc một mũi đơn. Và tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi đơn cho đến hết dòng móc số 4 ở đây nha. Sau khi mình móc tới mũi đơn cuối cùng của dòng móc thứ 4, mình đã gặp lại được cái mũi đầu tiên mà mình đánh dấu. Ở đây thì mình sẽ tháo kim đánh dấu ra và mình sẽ móc một mũi trượt vào vị trí mình vừa tháo kim đánh dấu. Vậy là mình đã móc được 4 hàng móc đầu tiên trên cái phần thân trên của túi. Và tiếp theo thì các bạn chỉ cần lặp lại 4 cái dòng móc này lần lượt theo thứ tự 1, 2, 3, 4 và cứ lặp lại như vậy cho đến khi đạt chiều cao của túi ha. Tức là ở dòng móc tiếp theo nè thì các bạn sẽ móc đúng dòng móc số 1. Dòng móc tiếp theo là cái dòng móc số 5 á mọi người. Dòng số 5 sẽ móc đúng dòng móc số 1. Dòng số 6 thì sẽ móc đúng dòng móc số 2. Dòng số 7 sẽ móc đúng dòng móc số 3. Dòng số 8 sẽ móc đúng dòng móc số 4. Đó, các bạn cứ lặp lại theo thứ tự như vậy ha. Thì bây giờ ở dòng móc số 5 đúng không? Mình sẽ lên 4 mũi bính. Thì cách móc đúng hoàn toàn như dòng móc số 1 luôn mọi người. Bỏ qua chân móc đầu tiên, bỏ qua chân móc số 2, móc một mũi kép đơn vào chân móc số 3. Tiếp theo lên một mũi bính, bỏ qua một chân móc đâm kim vào chân móc tiếp theo, móc một mũi kép đơn. Thì mình sẽ móc được từng cái ô móc như vậy. Tiếp theo dòng móc số 6 thì móc giống dòng móc số 2 ha. Chỉ cần lặp lại theo thứ tự 4 hàng móc 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ đạt được cái phần thân trên của túi. Và cái chiều cao của phần thân trên của túi á, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái số hàng móc, cái số lần lặp lại của 4 hàng móc này. Nên là nếu như bạn nào muốn cái mẫu túi này với chiều cao cao hơn thì các bạn cứ lặp lại nhiều lần của 4 cái hàng móc đầu tiên này. Còn nếu bạn nào muốn chiều cao thấp hơn thì các bạn sẽ giảm số lần lặp lại của dòng móc của 4 hàng móc này nha. Sau khi mình lặp lại dòng móc số 1 cho tới số 4 thêm 7 lần nữa và mình tính cả cái lần đầu tiên nữa là 8 lần thì mình thấy chiều cao của mẫu túi đã phù hợp rồi. Thì đến đây các bạn sẽ chia mũi, chia điểm đánh dấu để tạo phần quai túi cho mình. Các bạn đừng có đếm dòng móc cuối cùng bao nhiêu mà các bạn để ý cho mình cái dòng mà các bạn móc từng cái ô như vậy nè. Thì ở đây mình sẽ đếm từ phía bên tay phải mình vào ô thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì cái mũi kép này, mũi kép tiếp theo mình sẽ gióng lên và đánh dấu được một điểm ở đây. Tiếp tục từ phía bên này mình cũng sẽ đếm vào ô thứ 7 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và gióng lên trên, đánh dấu cho mình tại một điểm ở đây. Vậy là mình đánh dấu được 2 điểm ở phần thân trước của túi. Và từ cái cách đếm và cách tính như vậy thì mình sẽ áp dụng cho phía mặt sau của túi và cũng sẽ đánh dấu được 2 điểm như thế này. Các bạn nhớ check lại cho mình xem cái số từ vị trí kim đánh dấu đầu tiên sang vị trí kim đánh dấu này bao nhiêu mũi để check lại phía sau cho nó trùng số mũi với nhau nha. Và khi mà các bạn đánh dấu được 4 cái điểm để làm quai túi rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu móc phần quai túi. Thì đây chính là dòng móc cuối cùng của lần lặp lại thứ 8 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ móc phần quai túi nha. Để móc quai túi, đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính. Ở đây các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên và móc một mũi đơn vào chân móc này. Tại vì cái dòng móc này á, mình sẽ đi cùng chiều với dòng móc trước đó. Nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục móc mũi chân móc là một mũi đơn cho đến khi mình gặp được kim đánh dấu đầu tiên trên dòng móc này nha. Mình tạm gọi dòng móc này chính là dòng móc đầu tiên của phần quai túi nha mọi người. Khi mình gặp kim đánh dấu đầu tiên trên cái dòng móc đầu tiên của phần quai túi thì bây giờ mình sẽ tháo kim đánh dấu ra nha. Mình sẽ móc một mũi đơn vào vị trí mình vừa tháo kim đánh dấu. Sau đó mình sẽ lên dãy bính để làm quai túi.
Thì cái dãy bính này nó sẽ phụ thuộc vào sở thích của các bạn cũng như là chiều cao của mỗi người khác nhau, thì dãy bính này nó sẽ có độ ngắn dài khác nhau. Thì với cái size túi của mình ở đây á, thì mình sẽ móc tổng cộng là 80 mũi bính nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau khi mà mình móc đủ 80 mũi bính rồi thì mình sẽ tháo ghim đánh dấu số 2 ra. Các bạn sẽ đâm kim vào cái vị trí các bạn vừa tháo ghim đánh dấu số 2 và móc vào đây cho mình một mũi đơn vào vị trí này. Các bạn sẽ bỏ qua những cái mũi từ cái ghim đánh dấu số 1 mà các bạn gặp được, thì các bạn sẽ móc trực tiếp một mũi đơn vào chỗ vị trí ghim đánh dấu số 2 luôn nha. Tiếp theo thì mình sẽ móc mũi chân móc là một mũi đơn cho đến khi mình gặp kim đánh dấu số 3 và kim đánh dấu số 4. Thì khi các bạn gặp kim đánh dấu số 3 và số 4 thì các bạn sẽ móc hoàn toàn giống như khi các bạn gặp kim đánh dấu số 1 và số 2. Thì từ vị trí kim đánh dấu số 3 sang số 4 nó sẽ cách nhau 80 mũi bính như khi chúng ta gặp kim đánh dấu số 1 và số 2 mọi người. Cách móc sẽ hoàn toàn giống nhau nha. Sau khi mà mình móc xong phần quai túi thứ hai này, thì cũng như là quai túi trước đó mình có nói với mọi người, mình sẽ tiếp tục móc mũi đơn vào kim đánh dấu số 4, và ở những chân móc còn lại thì mình sẽ móc mũi đơn hết nha. Và khi mình móc tới gặp lại được cái mũi đơn đầu tiên trên dòng móc đầu tiên của phần quai túi thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, chính là cái mũi đơn đầu tiên của dòng móc số 1 phần quai túi đây, và trượt một mũi trượt qua như thế này. Vậy là mình đã xong được dòng móc đầu tiên rồi. Tiếp theo mình sẽ móc tiếp dòng móc số 2, cũng là dòng móc cuối cùng luôn ha. Tại vì quai túi này mình chỉ làm một dòng thôi, nhưng mà nếu thực sự bạn nào muốn quai túi này nó dày hơn thì các bạn có thể móc tiếp dòng thứ ba hoặc là dòng thứ tư gì đó để quai túi nó sẽ dày hơn ha. Ở đây thì mình chỉ móc hai dòng thôi mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ lên một mũi bính ha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên và móc vào chân móc đầu tiên này một mũi đơn. Tiếp tục móc vào chân móc thứ hai một mũi đơn. Và bây giờ thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi đơn cho đến khi mình gặp lại cái phần quai túi mà mình móc lên 80 mũi bính á, thì khi mình tới cái vị trí đó thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn tiếp cho mọi người nha. Ở đây thì mình đã viền mũi đơn cho tới cái vị trí là 80 mũi bính ở phần quai túi rồi nè. Thì ở 80 mũi bính này á, mình sẽ lần lượt là móc mỗi mũi bính là một mũi đơn nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ đâm kim vào cái mũi đơn đầu tiên nè và móc vào đây là một mũi đơn. Tiếp tục ở mũi đơn thứ hai cũng giống mũi đơn đầu tiên, mình sẽ đâm kim vào mũi bính này và móc một mũi đơn. Tiếp tục mũi bính thứ ba, mũi bính thứ tư, và mình sẽ lần lượt móc như vậy cho đến hết dãy bính này nha mọi người. Sau khi mà mình đi mũi đơn cho tới hết 80 mũi bính của quai túi số 1 ở đây, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tiếp những cái chân móc tiếp theo này. Đây là những cái chân móc mũi đơn tiếp theo, thì mình sẽ lần lượt đi mỗi chân móc là một mũi đơn cho đến khi mình gặp quai túi tiếp theo nha mọi người, quai túi số 2. Thì ở 80 mũi bính của quai túi số 2 á, thì các bạn cũng sẽ móc giống như là chúng ta khi gặp cái quai túi đầu tiên á, 80 mũi bính đó thì mình sẽ móc mỗi mũi bính là mỗi mũi đơn cho đến hết cái dãy bính của quai túi số 2 và tiếp tục đi viền mũi đơn cho đến cuối dòng móc này. Sau khi mình móc xong phần quai túi số 2 và lần lượt móc mũi đơn cho tới chân móc cuối cùng ở đây, thì đây là chân móc cuối cùng của dòng móc số 2, cũng chính là dòng móc cuối cùng của cái mẫu túi này. Ở đây thì tới đây rồi các bạn sẽ cắt lật sợi đi và rút sợi này lên. Các bạn không có trượt mũi trượt cuối cùng nữa. Các bạn sẽ rút sợi này lên sau khi móc mũi đơn cuối cùng. Và bây giờ thì mình sẽ giấu cọng len cuối cùng này đi. Ở đây các bạn sẽ dùng kim khâu len cho mình. Và các bạn sẽ xỏ kim qua từ phía mặt phải của túi nè. Các bạn xỏ kim xuyên qua cái chân móc đầu tiên. Đây chính là chân móc đầu tiên nha mọi người.
Khi mà các bạn xỏ kim xuyên qua cái chân móc đầu tiên như vậy thì các bạn sẽ quay lại cho mình và đâm kim vào giữa hai cái cọng len ở dưới và ở trên của một cái mũi cuối cùng nè. Các bạn sẽ xỏ kim ở giữa. Các bạn sẽ đâm kim xuống dưới qua cái sợi len phía bên dưới của cái mũi này. Ở đây các bạn có thể thấy là mình sẽ xỏ giữa hai sợi này và đâm xuống phía bên dưới ha. Thì khi mà các bạn làm như vậy thì các bạn sẽ tạo được một cái mũi cuối cùng, cái mũi giả cuối cùng để kết thúc dòng móc, cho cái phần móc này nó được đều và đẹp hơn. Và khi mà các bạn tạo xong cái mũi này, các bạn sẽ vào phía trong mặt trái của túi để giấu cọng len thừa này đi. Ở đây thì mình sẽ giấu cọng len thừa này vào những cái mũi đơn của trong mặt trái của túi. Thì các bạn có thể giấu ở bất kỳ cái mũi đơn nào ha. Thì mình sẽ xỏ kim xuyên qua những cái mũi đơn ở đây nha. Đó, mình kéo cái cọng len thừa này vào những mặt trong của những cái mũi đơn ở đây để giấu cọng len thừa này đi. Và khi các bạn giấu xong cọng len thừa này còn dư một ít sợi như thế này á thì các bạn có thể cắt bỏ đi nha. Sau khi mình cắt bỏ len thừa đi á thì bước cuối cùng mình sẽ trang trí thêm cho cái mẫu túi này một cái mẫu bông hoa mặt cười như thế này để cho mẫu túi này thêm xinh xắn hơn nha mọi người. Vậy là tới đây thì mình đã hướng dẫn xong cho mọi người một cái mẫu túi rất là xinh xắn như thế này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài hướng dẫn này của mình. Mọi người nếu xem bài hướng dẫn này, yêu thích bài hướng dẫn này thì nhớ nhấn thích video, để lại bình luận, bấm đăng ký kênh, kích hoạt phần chuông để nhận được thông báo khi mình ra bài hướng dẫn mới nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong bài hướng dẫn lần sau. Bye.